Bộ trưởng Giao thông chê hàng không Việt Nam thảm tệ, tin từ Hà Nội. Tại một hội nghị diễn ra sáng ngày 28 tháng 7 năm 2014 ở Hà Nội, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng nói rằng chưa bao giờ hình ảnh hàng không Việt Nam xấu tệ như hiện nay. Theo báo Thanh Niên, đó là hội nghị nói về tình hình an ninh hàng không Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 do Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải chủ tọa. Phúc trình chính thức được công bố tại hội nghị cho thấy số vụ vi phạm an ninh hàng không tăng gần gấp đôi so với cùng thời kỳ của năm 2013. Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thành, ít nhất 145 vụ vi phạm an ninh hàng không đã xảy ra 6 tháng đầu năm nay dưới nhiều hình thức. Số vụ vi phạm an ninh hàng không tại Việt Nam bao gồm việc mang vũ khí, vật dụng nguy hiểm, dùng giấy tờ giả lên máy bay, tung tin có bom, dọa gây nổ máy bay, chưa kể số vụ ăn cắp hành lý trên máy bay tăng vọt. Bên cạnh đó là tình trạng chậm và hủy chuyến bay, chiếm đến 24.1% số chuyến bay 6 tháng đầu năm nay. Tính trung bình cứ 4 chuyến thì có 1 chuyến bị chậm hoặc bị hủy. Dẫn đầu tình trạng này là hãng hàng không Vietjet Air, kế tiếp là Jetstar Pacific, rồi đến Vietnam Airlines. Báo Một Thế Giới dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Đinh La Thăng nói rằng chưa bao giờ hình ảnh hàng không Việt Nam xấu như bây giờ. Cũng theo ông này, phúc trình của Cục Hàng không và các hãng hàng không chưa thể hiện đúng tình hình thực tế. Ông Đinh La Thăng nói rằng tình hình an ninh thế này mà nhiều hãng vẫn đánh giá là tốt. Ông Đinh La Thăng cũng cho hay đã liên tiếp nhận được rất nhiều tin nhắn phản ảnh, chửi bới của khách hàng, nhưng lãnh đạo ngành hàng không còn quá thờ ơ, coi thường và thường để sự việc xảy ra rồi mới lo giải quyết. Ông Đinh La Thăng cũng cho rằng cần phải trừng phạt nặng các trường hợp sai phạm trong việc điều hành đài kiểm soát không lưu, việc mở cửa thoát hiểm, nói đùa có bơm v.v. Theo ông, cần phải truy tố tội hình sự với một số người để làm giảm số vụ vi phạm an ninh hàng không trong thời gian tới. Cũng theo báo Thanh Niên, chiều ngày 28 tháng 7, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã ra quyết định phạt một cư dân tỉnh Thanh Hóa 15 triệu đồng, tương đương với 750 Mỹ Kim. Ông này là hành khách đi trên chuyến máy bay của hãng Vietnam Airlines từ Tân Sơn Nhất đến phi trường Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, khoảng 2 giờ rưỡi chiều ngày 22 tháng 7 năm 2014. Ngay sau khi máy bay đáp, ông khách này đã mở cửa thoát hiểm của máy bay, làm phao trượt bung ra. Ông khách tên Phạm Bình Ninh, 61 tuổi cho biết, tưởng đó là cửa ra vào nên mở cửa để rời máy bay cho nhanh.